Thái Từ Khôn làm fan nữ có bầu bị sinh non, Lưu Vũ Ninh cũng vướng ồn ào. Mới đây, một blogger hơn 7 triệu người theo dõi trên Weibo bất ngờ chia sẻ thông tin gây sốc liên quan tới giới giải trí showbiz. Theo đó, blogger này đăng lên tin đồn về một đỉnh lưu siêu sao có độ thảo luận cực cao, kèm các từ khóa đỉnh lưu ba chữ em bé và fan nữ sinh non. Dựa vào những dự kiện này, tin đồn một đỉnh lưu ba chữ đã hẹn hò với fan nữ, bạn gái anh sau đó đã có thai và sinh non. Đáng chú ý, blogger nói trên còn đăng kèm bức hình được cho là bảng xếp hạng siêu thoại Weibo, hội nhóm trên Weibo của nghệ sĩ showbiz, và tin đồn có nhắc tới đỉnh lưu nên công chúng nhanh chóng khoanh vùng hai cái tên trong top 10 bảng xếp hạng gồm Thái Từ Khôn và Lưu Vũ Ninh. Thái Từ Khôn và Lưu Vũ Ninh bị tréo gọi do họ nằm trong top 10 của một danh sách được cho là bảng xếp hạng siêu thoại. Thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bức ảnh nói trên có vấn đề, bởi lẽ bảng này vốn không thể được dùng để xếp hạng siêu thoại trên Weibo. Ngoài ra, nhiều khán giả tỏ ra ngỡ ngàng khi Lưu Vũ Ninh bỗng trở thành đỉnh lưu từ lúc nào không hay. Ngay cả fan của nam ca sĩ kiêm diễn viên cũng không thể ngờ được rằng anh bỗng được tôn lên thành đỉnh lưu. Vậy nên phần đông khán giả bày tỏ sự nghi ngờ về độ xác thực của tin đồn liên quan đến đỉnh lưu ba chữ. Nhiều người khẳng định đây là thông tin bị đặt giống như nhiều tin đồn nhảm, chưa được kiểm chứng vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày trên Weibo. Thái Từ Khôn là cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ bởi ngoại hình đẹp, chiều cao ấn tượng và tài năng được khẳng định qua năm tháng. Vẻ đẹp phi giới tính của Thái Từ Khôn giúp anh có lực lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, cách đây vài tháng, công ty quản lý cũ của nam nghệ sĩ bất ngờ đưa ra thông tin về việc anh từng giao kéo thẩm mỹ. Theo đó, công ty đã công khai hợp đồng và chi phí đào tạo Thái Từ Khôn từ khi nam ca sĩ còn là thực tập sinh. Đáng chú ý, ở hạng mục y tế, chi phí phẫu thuật thẩm mỹ lên đến 150 triệu won, hơn 2,7 tỷ đồng bất ngờ được liệt kê. Công ty này còn đăng tải quá trình thay đổi diện mạo của Thái Từ Khôn trước và sau khi sửa sang vẻ ngoài. Thông tin này khiến nam nghệ sĩ sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo của giới giải trí Hoa ngữ vướng nghi vấn chỉnh sửa dung mạo. Đây không phải lần đầu Thái Từ Khôn vướng nghi vấn giao kéo thẩm mỹ, tuy nhiên nam nghệ sĩ không lên tiếng bình luận. Sau khi thông tin này được công bố, một số người hâm mộ của Thái Từ Khôn đã lên tiếng bên vực anh bằng cách đưa ra loạt ảnh thờ thơ ấu và hiện tại của nam nghệ sĩ làm bằng chứng. Một số ý kiến cho rằng Thái Từ Khôn sở hữu gương mặt thon gọn như hiện tại nhờ việc niềng răng và giảm cân thành công. Hiện Thái Từ Khôn giữ thái độ im lặng trước những tin đồn. Thái Từ Khôn sinh năm 1998, nổi danh sau khi giành được giải quán quân của chương trình Idol Produce năm 2018. Trong suốt quá trình thi, anh được đánh giá là thí sinh nổi bật vì có kinh nghiệm, sức hút và ngoại hình bắt mắt. Anh giành chiến thắng với 47 triệu phiếu bình chọn từ khán giả. Sau cuộc thi, Thái Từ Khôn nhanh chóng tạo lập được tên tuổi, có lượng fan đông đảo với vai trò đội trưởng dẫn dắt nhóm 9person. Thái Từ Khôn nổi tiếng khắp châu Á và được xem như là thần tượng thế hệ mới, thay thế những cái tên cũ như Lộc Hàm, Ngô Diệt Phàm. Tuy nhiên, hoạt động của 9person chỉ kéo dài một năm và sau đó Thái Từ Khôn hoạt động riêng. Trong vai trò solo, anh càng nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai và tài năng nổi trội. Thái Từ Khôn thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hoa ngữ trong một thời gian dài kể từ khi ra mắt và lập kỳ tích tiêu thụ ấn tượng. MV cá nhân đầu tiên của Thái Từ Khôn, Pull Up, đạt được hơn 10 triệu lượt chia sẻ. Album Young có doanh thu cao ngất ngưỡng với hơn 9,4 triệu đô la Mỹ. Năm 2020, nhờ sự nổi tiếng, anh được mời làm cố vấn cho chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 cùng với Lisa, Johnny J và Ellie Trần Gia Khoa. Sức hút trong chương trình giúp anh có cơ hội trở thành thành viên cố định của show ăn khách Keep Running, Running Man phiên bản Trung Quốc. Anh cũng là gương mặt đại diện cho gần 30 nhãn hàng khác nhau.